ngày 19 tháng 4 năm 2019, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề theo chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị trả được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo Nguyên Nguyễn viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tập trung chia sẻ 3 nội dung, đó là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tại điểm chính trung tâm hội nghị 272 và các điểm xem trực tuyến như Hội trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội trường Đại Học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn và nhiều điểm khác. Các điểm học trên thu hút hơn 2.000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố học tập. Ngoài ra hội nghị cũng được phát trực tiếp trên cộng đồng Facebook Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời là Bác và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để đoàn viên thanh niên theo dõi học tập thu hút 58.000 lượt xem, 174.000 người tiếp cận, 10,8.000 lượt tương tác cùng hàng trăm lời bình luận nhiều cảm xúc là kết quả đạt được từ hội nghị hơn 3 tiếng đồng hồ được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích những nội dung quan trọng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể lại nhiều câu chuyện về gia đình cuộc đời của bác, những ứng xử của bác Hồ đối với người già, em nhỏ, bộ đội, với bạn bè quốc tế, với chính kẻ thù của mình, nêu bật tâm hồn cao thượng nhân cách lớn và hiểu biết văn hóa đặc biệt sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn là định hướng quan trọng thôi thúc đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố không ngừng học tập rèn luyện tiếp thêm sức mạnh ý chí nghị lực vững vàng hơn trong lao động sản xuất góp sức trẻ đưa việt nam phát triển nhanh bền vững sánh vai cùng cường quốc nam châu